này luôn. Đấy, tôi sẽ lên đường tôi. Chứ có phải à? Giờ hôm nay mình tưới đêm nhé mọi người. Giờ đây mình chơi cà phê uống. Giờ 10 giờ tối mọi người ơi, 10 giờ đêm đấy. Là mình đang tưới bếp nha. Là bây giờ mình nghỉ, mình uống cà phê chuẩn bị đi ngủ. À, ngày mai là mình tưới tiếp, tưới dí. Còn ban đêm thì là mình tưới bếp. Là mình tưới 3 ngày nay rồi mọi người, là chưa xong. Ở đây hồ Dừa Bằng nha. Đấy, bên kia là mình làm trời nha mọi người. Là mình ngủ lại. Là ở con này là điện. Đây điện cục sạc nha mọi người, cục sạc điện thoại ở đây là mình cắm vô cái đèn nha mọi người. Đây trời là giờ 10 giờ mình chuẩn bị đi ngủ. Đây anh bạn đang uống cà phê. Rồi cà phê đây mọi người. Đâu cà phê mình đâu? Nào cũng được à. Rồi cà phê. Ngoan. Chém nền đại Ở đây mấy mấy đêm rồi, mấy ngày rồi hả? 2 ngày 1 đêm. 2 ngày 1 đêm. Ừ. Ngày là mừng từ thứ ba nha, từ thứ ba bữa nay thứ năm rồi, là 3 ngày rồi đấy, ngày mai nữa là 4 ngày. Ngày mai nữa là xong, chặt xong sớm cỡ 8-9 giờ là xong. Đây mình làm chòi bằng bao nha. Đây mình ráp không không sắt. Đây. Đấy. Đây sắt thì mình hàn hết á. Đấy. Đấy. Mình hàn. À, năm nay là 2 mét. Đây 2,5 mét. Đấy 2,5 mét nha mọi người. Cao là 1,7 mét. Đấy. Cái thân à, gần hè. Đấy. Đấy. Là mình đi tưới là mình phải mang theo thứ này, là mình làm chai là mình ngủ lại đấy.
Mệt không? Hả? Mệt không? Anh bạn. Nhớ vợ Không. rồi. Bình thường thôi. À. Được, mình ở đây đang thui này. Thấy chưa? Ở dưới kia máy nổ nha mọi người. Đừng thôi. Bên kia bao phân nha. Đồ, tối quá, không thở được. Thôi, uống cà phê. Uống cà phê thôi. Đun nước sôi nha mọi người.
rõ sắt ít. Thank you.